Hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, tiền tỷ cầm tay từ nay tới Tết âm lịch năm 2024. Chấn động, thầy tử vi tiên tri cực chuẩn, tuổi Quý Mão 1963, từ nay tới Tết 2024. Số đỏ hơn son, tiền đến ầm ầm. Quý cô bác tuổi Quý Mão kính mến, đời người lắm lúc chỉ cần một năm thịnh vượng là đủ làm nền cho cả thập kỷ thăng hoa. Có một khoảnh khắc trong năm 2023 này có thể cho họ cơ hội như thế. Từ nay tới Tết 2024 là một thời điểm rực rỡ, vàng son và nhiều niềm vui đưa tới, là thời điểm cho cô bác bay. Chính vì thế, cho cô bác chạy, chạy được bao xa, bay được bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào nội lực của chính cô bác. Nhưng mà khi vận may đã mở cửa thì ắt hẳn may mắn sẽ đổ đầy. Người tuổi Quý Mão nắm bắt đại vận này chắc chắn một bước lên mây, giàu sang chạm nóc, đếm tiền mỏi tay, cuộc sống hiển vinh. Vậy muốn biết cụ thể như thế nào, hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết ngay sau đây. Thưa quý cô bác tuổi Quý Mão kính mến, trong cuộc sống bon chen khiến có lúc 1963 quên mất rằng ta từng có cái suy nghĩ. Bản thân ta là vô cùng đặc biệt và là cá thể độc nhất vô nhị trong vũ trụ này, là duy nhất, là không có bản sao thứ hai. Ta được sinh ra với những hạt mầm thiên phú, tiềm ẩn những năng lực riêng biệt với căn duyên của chính mình. Ta từng tự tin và ta từng xông xáo, ta từng khao khát, ủ rột nhạt nhòa, chẳng hăng say. Nếu đến chính bản thân mình còn không tin mình, thì ai sẽ tin được 1963 nữa đây? Nếu chính bản thân mình còn không có động lực, ai sẽ thổi lửa lên cho những dự định của 1963 đang cận kề? Hãy học cách lờ đi ý kiến của số đông, lờ đi những thị phi hay giam ba câu chuyện bàn tán sau lưng của họ. Ý kiến của số đông, họ không phải trả tiền ăn cho cô bác, không trả phí sinh hoạt cho cô bác, không trả tiền thuê nhà cho cô bác, cũng chẳng cho cuộc đời của cô bác phát triển thêm, cùng đơm hoa. Vậy nên, việc ta làm, họ làm việc một đời và họ có quyền nói, tai của ta có quyền bịt. Dù ta có nghe được thì tâm tưởng của ta có quyền tự lựa chọn, chẳng bận lòng. Ai cũng cần sự suy tư tập trung vào dự định của chính mình và cuộc đời của chính mình, giải phóng bản thân khỏi sự kìm kẹp của số đông, nhàn rỗi, gầm vang trong nhiệt huyết, hóa hộ trong hành động, bùng nổ từng vạn giọt nỗ lực cho những mong mỏi của bản thân, còn đâu chẳng cần phải để ý này. Cô bác tuổi Quý Mão kính mến, thời gian qua cô bác đã quá vất rồi, chẳng cần phải để ý, hữu duyên nghe được những dòng bút này. Cô bác xin phép được gửi tới một vài lời an ủi chân thành, mong cô bác luôn giữ gìn sức khỏe trên dòng đường đời đầy khắc nghiệt ngoài kia. Dẫu có chuyện gì, hãy tích cực lạc quan cô bác nhé, vẫn còn Minh Đường Tử Vi ở đây, lắng nghe và giúp đỡ từng câu chuyện của cô bác. Tôi tin chắc rằng Quý Mão đã từng sống phụ thuộc vào rất nhiều vào tình cảm, nhưng giờ Quý Mão đã chủ yếu quan tâm đến công việc và tiền tài mà thôi. Sự nghiệp thì thăng hoa, cuộc đời thì rực rỡ, thiếu tiền thì mới sợ. Còn lại cái gì sự lạnh nhạt của nhân tình đâu mà phải trải qua nhiều rắc rối, đắng cay. Quý Mão cần trong cuộc hành trình bỏ tâm bỏ sức vào công việc để tạo dựng, chưa chứng tỏ được điều đó, hãy thong thả tiếp tục để bền ý chí và kiên tâm, không vội vàng. Cứ nhẹ nhàng với trời đất, ắt hẳn không phụ người có tâm, nhân gian sẽ cho cô bác được cái tầm tương xứng với những công sức nỗ lực mà cô bác đã gửi trong lòng đời. Có như vậy thôi, Quý Mão của tôi ơi, vận thế chuyển rồi, Minh Đường Tử Vi đã luận giải bên trong video này nhé. Xin mời quý cô bác cùng tìm hiểu chi tiết ngay sau đây. Cuộc đời của người tuổi Quý Mão có nhiều điều hay đẹp, mọi chuyện đều được như ý muốn, sự nghiệp nhanh chóng được tạo dựng, ở trung vận gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Đến hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc, những người này có số hưởng thọ từ 76 cho đến 85 tuổi. Nếu ai ăn ở hiền lành, lương thiện,
làm nhiều điều tốt, tự khắc sẽ được gia tăng tuổi thọ. Gia đạo êm ấm, yên vui cả cuộc đời, nhưng công danh chỉ dừng ở mức khá, sự nghiệp gặp nhiều điều suôn sẻ, thuận lợi, có phúc phần về đường tài lộc nên tiền bạc luôn rủng rỉnh. Tử vi giai đoạn 3 tháng cuối năm 2023 âm lịch này, người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 sẽ là thời điểm mà các tinh hội tụ, may mắn nhất trong năm 2023 này của quý cô bác tuổi Quý Mão đấy. Đối với nam mạng, năm 2023 chính là một năm để nam Quý Mão ưu tiên chăm sóc sức khỏe và sống an hòa bên con cháu. Các yếu tố thiên can, địa chi trong tuổi đều chủ về bình hòa. Cung khảm hành thủy của nam mạng tuổi 1963 gặp năm 2023 có cung tốn hành mộc, chủ hướng năng lượng sinh khí tốt. Chính vì vậy, về vấn đề kinh tế tài chính, sau khi về hưu của bản mệnh, không cần phải lo lắng điều gì. Bên cạnh đó, nam tuổi Quý Mão 1963, năm 2023, gặp sao kế đô chiếu mệnh và hạn địa võng, có thể mang đến thay đổi, nhưng nhờ có quý nhân phù trợ, bản mệnh sức sống dồi dào, giúp mọi chuyện đều được như ý. Trong năm gia đạo nam mệnh tuổi Quý Mão, sẽ đón nhận tin vui bên người thân trong nhà. Bản mệnh Quý Mão 1963 nam mạng là người có tư chất thông minh, tinh tế, được lòng mọi người và có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp dễ dàng gặt hái được thành công. Khi bước vào hậu vận, cơ nghiệp của tuổi Quý Mão đã đầy đủ an nhàn và sung sướng bởi những nỗ lực của bản mệnh suốt thời trẻ và trung vận. Năm 2023, bản mệnh đa phần đã về hưu, cuộc sống quây quần bên con cháu, nên dù có sao kế đô là hung tinh chiếu mệnh, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến quý ông. Nếu tuổi Quý Mão tích cực tạo được nhiều điều tốt đẹp, làm phước đức, thì sẽ có một năm thành công, gia tăng niên kỷ. Xem tử vi năm nay, tài chính của nam tuổi Quý Mão sẽ có sự biến động về các khoản chi tiêu, do trong hạn thái tuế nên sử dụng tiền đúng cách sẽ giúp bản mệnh giải quyết công việc tốt đẹp hơn. Ở độ tuổi này, nam mạng tuổi Quý Mão cũng chỉ nên làm tốt công việc còn đang làm, chứ đừng lao tâm khổ tứ về công việc, tài chính hay con cháu nữa, nên an hưởng tuổi già và đầu tư cho sức khỏe. Năm 2023, nam mạng tuổi Quý Mão gặp hạn địa võng nên sức khỏe có thể thay đổi. Do đó quý ông nên chủ động khám sức khỏe định kỳ để phòng chống nguy cơ bệnh tật. Năm 2023, tuổi Quý Mão 1963 sẽ phạm và trực thái tuế, nghĩa là con giáp trùng với thái tuế lưu niên. Vì thế, nam mạng tuổi Quý Mão nên tham gia nhiều hơn các tiệc mừng hay các hoạt động vui vẻ, ít đến những nơi có tang, đeo trang sức phong thủy có 3 con giáp, Hợi, Mão, Mùi, Tam hợp sẽ đem đến may mắn. Các năm tam tai mà người tuổi Quý Mão cần tránh là Tỵ, Ngọ, Mùi. Theo cách tính thì gia chủ của nam tuổi Quý Mão 1963 không phạm đại kỵ tam tai vào năm Quý Mão 2023. Năm 2023, tuổi âm lịch của gia chủ 1963 là 61 tuổi. Theo cách tính này thì bản mệnh sẽ phạm kim lâu thân, vì vậy nên cẩn thận đề phòng. Năm nay, tuổi nam mạng 1963 là Nhất Cát, là cung đầu tiên trong cung tốt nhất trong Hoang Ốc vào năm Hoang Ốc Nhất Cát. Nếu gia chủ xây nhà, sẽ có công việc phát triển tốt, có chốn ở bình yên, mang lại may mắn và thịnh vượng cho cả gia đình. Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì năm nay, gia chủ 1963 gặp trạch tử là một trong năm trạch xấu, trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ và trạch tử. Bởi vậy gia chủ tuổi Quý Mão 1963 không nên xây nhà, mua nhà, sửa nhà vào năm 2023 này. Còn riêng với nữ mạng, cục diện thái tuế là một năm có nhiều biến động đối với người tuổi Quý Mão 1963, nữ mạng tuổi này. Có thêm nhiều kế hoạch mới muốn thực hiện trong năm 2023, càng về cuối năm thì tiền bạc hanh thông, sức khỏe ổn định. Quý Mão 1963 nữ mạng thuộc tuýp người phụ nữ khéo léo, hiền thục, tính tình đôn hậu, chịu thương chịu khó và phúc ký đầy mình. Trong năm nay quý bà vẫn đang tiếp tục làm việc kinh doanh, sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn do có sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương chủ về có nhiều sự hân hoan, đó nhiều tài lộc, mọi sự hanh thông. Tử vi năm 2023 của nữ mạng 1963 cho thấy bản mệnh đã về hưu, sẽ tiếp tục an hưởng tuổi già mà không cần lo lắng về tài chính, một phần là bởi vốn khéo léo trong kinh doanh từ thời còn trẻ. Nữ giới tuổi này đã tích cóp được một khoản tiền dưỡng già để về hưu. Hơn nữa, bản thân đương số vận niên này được nhiều quý nhân trợ lực về tiền bạc, về già, còn được lộc con cháu phụng dưỡng, kính hiếu. Xét thấy, sức khỏe của bản mệnh có thay đổi nên cần chú ý giữ gìn. Nếu tích cực giúp đỡ người khác cho đi không cần nhận lại thì
bản mệnh sẽ có vận số tốt, có bệnh gặp được thầy thuốc giỏi, có thể biến dữ thành lành. Trong năm 2023, tuổi của bản mệnh tương trùng với thái tuế lưu niên, nên gia chủ tuổi nữ mạng 1963 có thể tổ chức tiệc tùng, tham gia đón hỷ sự, để lòng an vui, không vướng bận. Các năm tam tai mà người tuổi Quý Mão cần tránh là Tỵ, Ngọ, Mùi. Theo cách tính này thì vào năm 2023, nữ mạng tuổi Quý Mão 1963 không phạm đại kỵ tam tai. Năm 2023 tuổi âm lịch của gia chủ 1963 là 61 tuổi. Theo cách tính này thì bản mệnh sẽ phạm kim lâu thân, vì vậy nên cẩn thận. Năm nay, nữ mạng 1963 có nhất cát là cung đầu tiên và cung tốt nhất trong hoang ốc. Vào những năm có nhất cát trong hoang ốc, gia chủ xây nhà hoặc sửa chữa nhà là rất tốt. Nếu làm điều này, mọi thành viên trong gia đình sẽ nhận được vượng khí, gia đạo ấm êm, phát đạt. Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì năm nay, gia chủ 1963 có trạch tử là một trong năm trạch xấu, trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ và trạch tử. Bởi vậy, gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 tránh xây nhà, mua nhà, sửa nhà vào năm 2023. Nếu bắt buộc xây nhà thì có thể mượn tuổi đẹp để mọi việc được thuận lợi và suôn sẻ. Thưa quý cô bác tuổi Quý Mão 1963 kính mến, sống tới từng này tuổi rồi nhưng quý cô bác đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người của mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé. Ba nét đặc trưng giúp tuổi Quý Mão có công việc thuận lợi, sự nghiệp lên hương, tài lộc như ý. 1. Người tuổi Quý Mão có sự nhạy cảm và tinh tế. Sự chu đáo và tinh tế của người tuổi này trong cuộc sống thể hiện cả trong công việc, họ có thể thấu hiểu được nỗi khắc khổ của người khác. Đời người có thể vỗ về và an ủi đối phương khá tốt bởi vì người tuổi Quý Mão sống rất thực tế, ưa chuộng hòa bình. Trong công việc, có thái độ nghiêm túc nên người tuổi này phát huy được khả năng trong tập thể rất tốt. Điều này giúp người tuổi Quý Mão có thể không bỏ lỡ các cơ hội phát triển trong công việc là nhờ vào việc họ có thể ghi nhớ các chi tiết nhỏ và coi trọng chúng. 2. Người tuổi Quý Mão giỏi bảo vệ bản thân. Người tuổi này tốt bụng và có phần yếu đuối, nhưng chắc chắn trong công việc, họ có thể thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản thân bất cứ lúc nào. Họ là người chú ý đến sự phát triển của bản thân trong công việc, đồng thời xuất sắc trong việc phán đoán được mất của bản thân mình. Người tuổi Quý Mão nhận thức rõ rệt rằng, chỉ khi bảo vệ được bản thân thì họ mới có thể phát triển và thăng tiến được trong môi trường đó. Cũng nhờ vào điều này mà cấp trên có thể yên tâm giao việc cho người tuổi Mão. Bên cạnh đó, nhờ biết bảo vệ bản thân mà người tuổi này có thể tránh được thị phi hoặc tiểu nhân chơi xấu sau lưng. 3. Người tuổi Quý Mão giỏi giao tiếp. Một ưu điểm rất được mọi người trân trọng của người tuổi này đó là sự hiểu chuyện, hòa đồng khi giao tiếp với người khác. Người tuổi Quý Mão giỏi tìm chủ đề giao lưu, duyên dáng và mang lại không khí thoải mái khi trò chuyện. Những người sinh năm Quý Mão ghét phải tranh cãi với người khác bởi bản tính của họ giàu lòng nhân ái, sự hiền lành của họ được đảm bảo. Đến khi có ai đó cứ cố tình chọc họ, sự hòa đồng này giúp người tuổi Quý Mão kết nối được nhiều các mối quan hệ, từ đó không chỉ mối quan hệ trong công việc thuận lợi hơn, mà họ cũng sẽ có cơ hội để tìm hiểu được nhiều ý tưởng mới, đồng nghiệp và đối tác mới, giúp họ phát triển được công việc. Nhờ nét đặc trưng trong tính cách này, người tuổi Quý Mão sẽ sớm gặt hái được nhiều thành công, tuy nhiên họ cũng trong mình một số nhược điểm cản trở sự phát triển sự nghiệp của mình. Tam hợp, nhị hợp của tuổi Quý Mão 1963 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nhé! Hợi, Mão, Mùi là tam hợp thuộc nhóm ngoại giao. Trong những người tuổi này, thường rất giỏi giao tiếp, cư xử khéo léo, sẵn sàng lắng nghe, cảm thông và giúp đỡ mọi người xung quanh. Những người tuổi Hợi thường rất chăm chỉ và cần cù, nhưng lại cần đến sự nhanh nhẹn, tinh tế, cẩn thận của tuổi Mão. Tuổi Mùi để thành công, ngược lại tuổi Mùi và tuổi Mão đều phải học tập đức tính cần cù của tuổi Hợi. Nhị hợp của tuổi Mão là tuổi Tuất, một trong những tuổi Mão và tuổi Tuất đi cùng với nhau, rất có lợi cho vận mệnh của cả hai vì họ sẽ thu hút được rất nhiều sự may mắn cho bản thân, hanh thông trên con đường tài lộc, công việc ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, nếu họ nên duyên được với nhau thì gia đạo hạnh phúc, có của ăn của để. Thưa quý cô bác tuổi Quý Mão kính mến, trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi 1963 gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn và tháng phát tài nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 âm năm 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch
vận khí có xu thế đi lên, nhiều thay đổi tích cực. Theo tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, vận mệnh tổng thể của người tuổi Quý Mão trong tháng Quý Hợi này có xu thế đi lên. Cục diện tam hợp và nguyệt lệnh trường sinh mang tới nhiều thay đổi rất tích cực, bao gồm những cải thiện về sự nghiệp, tài lộc và các mối quan hệ. Rất may là hầu hết chúng đều phù hợp với mong đợi của bản mệnh. Về phương diện sự nghiệp, tháng Quý Hợi này rất đáng mong đợi với Mão, bạn sẽ nhận được sự công nhận xứng đáng, lại có thêm động lực để làm việc hết mình. Bản thân cũng có thể mở ra những cơ hội mới, hứa hẹn mang lại nhiều thành tựu và phần thưởng hơn. Tài vận của tuổi Quý Mão trong tháng mới cũng có nhiều điểm sáng, có thể có thêm các nguồn thu nhập mới. Đây là giai đoạn quan trọng để bạn thu lợi nhuận từ những quyết định đầu tư sáng suốt trước đó của mình, cũng như đặt nền móng vững chắc cho những dự định quan trọng trong năm mới. Điều này, càng gần về cuối năm, bạn càng cần làm đâu chắc đấy, hạn chế những mạo hiểm không đáng. Như vậy thì thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về phía bạn. Về phương diện tình cảm, các mối quan hệ, đào hoa của Quý Mão trong tháng 10 âm lịch này tăng lên rõ rệt. Với người đã có đôi, tình cảm của hai bạn trở nên sâu sắc và gắn kết hơn, tận hưởng nhiều hạnh phúc hơn. Người độc thân có thể gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Bạn sẽ cần phải cởi mở và chân thành để xây dựng những mối quan hệ ổn định và lành mạnh. Tuy nhiên, người tuổi Quý Mão cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình trong tháng này. Hung tinh Bạch Hổ có thể gây ra những sự cố hoặc tai nạn bất ngờ. Công việc bận rộn cũng khiến bạn dễ mệt mỏi do căng thẳng triền miên, dần dà, ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Tử vi sự nghiệp, tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch cho biết tiến trình sự nghiệp của người tuổi này trong tháng mới đang trên đà phát triển rất tốt. Tháng này thích hợp để mưu cầu đại sự, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Qua đó, bản mệnh có thể phản ánh thực tế giá trị cá nhân của mình trong những công việc mới. Đồng thời, chủ động trong công việc và học hỏi những kỹ năng, kiến thức mới cũng là cách hữu hiệu để hoàn thiện bản thân. Cục diện tam hợp thái tuế và nguyệt lệnh lâm trường sinh dự báo may mắn đang đứng về phía bạn, tăng thêm cho bạn sự tự tin và động lực mạnh mẽ để thực hiện hóa các kế hoạch công việc của mình. Nếu bạn có ý tưởng quyết đoán để làm điều gì đó, thì sẽ rất nhiều lợi thế để đồng hành khi chủ động nắm bắt được thời cơ. Có đủ quyết tâm và sự tin tưởng vào bản thân mình, không khó để Quý Mão đạt được nhiều thành tựu và phần thưởng hơn. Nếu cứ chần chừ, do dự, thiếu quyết đoán, thì cho dù cơ hội có bày ra trước mắt bạn cũng khó mà vươn tới thành công. Tử vi tài lộc, cùng với sự thuận lợi trong phương diện sự nghiệp, tài vận của tuổi Quý Mão cũng có nhiều khởi sắc rực rỡ trong tháng 10 năm 2023 này. Với hàng loạt các tín hiệu tích cực, nhờ cục diện tam hợp, nguyệt lệnh trường sinh và đặc biệt là tài tinh thực thần chiếu mệnh, thu nhập của con giáp này đến từ nhiều nguồn, bạn không phải lo lắng quá nhiều về việc thu chi, mọi thứ đều ra vào hợp lý, cân đối, thậm chí bạn còn có đủ điều kiện để giải quyết được một số nhu cầu tài chính khẩn cấp cho bản thân và cả người thân. Sự xuất hiện của quý nhân cũng mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho con giáp này, dù làm trong lĩnh vực nào cũng sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi. Có người dẫn dắt và giúp đỡ, lợi nhuận đổ về liên tục, bản mệnh hãy tin tưởng vào quyết định và sự lựa chọn của chính mình, đừng do dự quá, nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay. Tử vi tình duyên, bán hợp thái tuế, hứa hẹn đào hoa của tuổi Quý Mão tăng lên rõ rệt trong tháng 10 âm lịch này. Chuyện tình cảm, các mối quan hệ có nhiều khởi sắc, tiến triển tích cực, các trạng thái tinh thần của bản mệnh cũng thêm phần phấn chấn và vui vẻ. Với người đã có đôi, tình cảm của hai bạn trở nên sâu sắc và gắn kết hơn, tận hưởng nhiều hạnh phúc hơn. Cả hai luôn đồng hành với nhau, biết đặt bản thân mình vào vị trí của đối phương, nên hạn chế được rất nhiều tranh cãi và xung đột. Tử vi sức khỏe. Về mặt sức khỏe, người tuổi Quý Mão có thể trạng lý tưởng vào tháng 10 năm 2023. Sức khỏe thể chất được đảm bảo, trạng thái tinh thần cũng tương đối tốt. Nhờ đó, bạn có đủ năng lượng để theo đuổi và làm những việc mình mong muốn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không nên chủ quan trước sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ. Hung tinh này có thể gây ra sự cố hoặc tai nạn bất ngờ. Công việc bận rộn cũng khiến bạn dễ mệt mỏi do căng thẳng triền miên. Dù thường ngày có khỏe đến mấy thì dần già cũng sẽ lao lực sức khỏe giảm sút. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch. Thành tích rực rỡ nhưng dễ vướng phải thị phi vì kiêu căng. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, nguyệt lệnh đế vượng, là lúc bạn được tỏa sáng với năng lực của mình. Có được ngày hôm nay, bản mệnh trải qua không ít gian nan, trở ngại trong cuộc sống, thậm chí là hy sinh cả sở thích của mình để dành thời gian cho công việc. Thế nên, thành quả mà bản mệnh đạt được lúc này là hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng, không nên sự hiếu thắng của mình hay quá tham danh vọng
khiến bạn không nhận ra một số rắc rối đang đi kèm với nó. Danh tiếng thường đi cùng với tai tiếng. Bạn nên thận trọng hơn. Có những việc hôm qua như thế này và hôm nay đã thành thế khác. Thế nên, ngay cả thành công hiện tại cũng không đảm bảo cho thành công trong tương lai của bạn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải khiêm tốn, nhún nhường, thái độ còn quan trọng hơn cả trình độ đấy tuổi Quý Mão nhé. Cục diện tứ hành xung dự báo những xung đột có thể xảy ra nơi công sở, có thể vì bạn quá đề cao lợi ích của bản thân mà quên đi những người xung quanh mình. Thay vì chống đối, nghĩ rằng mọi người đều không hiểu mình, thì con giáp tuổi Quý Mão nên học cách vứt bỏ mất cái tôi, tự tin là điều tốt. Chúng cần có thể để thúc đẩy tinh thần làm việc của bản mệnh, thế nhưng quá tự tin tới mức cao ngạo thì sẽ bị người đời gièm pha, khó khăn trong làm việc và hợp tác cùng với mọi người. Ảnh hưởng của hung tinh gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Quý Mão lúc này, nó dường như là kết quả mà bạn phải nhận lại khi quá tham công, tiếc việc, không quan tâm chăm sóc bản thân đúng mực. Tử vi sự nghiệp. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, đế vượng nhập mệnh, dự báo tháng mới có thể mang tới cho tuổi Quý Mão những vận may khó có thể bỏ lỡ trong công việc, sự nghiệp, những cả phần thưởng giá trị. Dù đó là gì đi nữa, nếu bạn cảm thấy mình trở nên vui vẻ và tích cực hơn rất nhiều, đồng thời có thêm sự động viên và động lực để tiến tới những mục tiêu mới, đây là thời điểm thích hợp để tiến một bước dài trong những công việc bạn đang theo đuổi. Nhiều cơ hội mới xuất hiện, việc bạn làm chăm chỉ bao nhiêu sẽ gặt hái bấy nhiêu, kiếp tài tốt nhất là nằm yên, không tạo thêm kẻ thù, cố gắng tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, tránh sai sót. Để không trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ ác ý, bạn không được lòng mọi người thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, do đó bạn cũng nên thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi tài lộc. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch cho thấy người tuổi Quý Mão hứa hẹn tháng này có tài tinh chính tài rực rỡ như mong đợi. Nhìn chung, bạn thoát khỏi được những lo toan, bộn bề trước đây. Khi cảm thấy an tâm với tình hình tài chính hiện tại, bạn càng đỡ đi những gánh nặng vô hình, cơ hội mở ra trước mắt của tuổi Quý Mão, hãy nhanh chóng chớp lấy, đừng để sự trì hoãn, khiến bạn đánh mất đi vận may của mình. Có những việc bạn cần hành động là từng bước tháo dần những nút thắt, không có cơ may nào bày tỏ ra hết mọi thứ để bạn dễ dàng hưởng lợi ngay đâu. Công việc kinh doanh tuy không dễ dàng, nhưng có nhiều cánh cửa mở ra, thành công phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng nắm bắt cơ hội của bạn. Hãy đặt mục tiêu thật cao và hành động thật quyết liệt, nhưng đừng tỏ ra quá tham lam. Tử vi tình duyên. Người tuổi Quý Mão trở nên dịu dàng hơn trong khía cạnh tình cảm của mình trong tháng mới. Nhờ thế mà vận trình tình cảm luôn thuộc buồm xuôi gió hơn bao giờ hết. Khi bạn biết cách yêu thương, trở nên bao dung hơn, thì mối quan hệ vợ chồng lúc này là rất êm ấm, an vui. Nhờ có sự ghé thăm của ngũ hành tương sinh nên quan hệ tình cảm diễn ra tốt đẹp, có nhiều hiểu lầm dần được tháo gỡ, mang lại cho bạn cảm giác bình yên mà bạn từng mong đợi. Tử vi sức khỏe. Con giáp tuổi Quý Mão có vẻ nhanh quên nên không để áp lực cuộc sống lấn át tâm trí của mình như những người khác. Nhờ thế mà sức khỏe tinh thần của bạn trong khoảng thời gian này rất tốt. Tuy nhiên thời tiết lúc này đã chuyển lạnh, bạn nên chăm sóc sức khỏe của mình đúng cách, nên hiểu rõ tình trạng cơ thể để có những phương pháp phù hợp. Theo cách dưỡng sinh cổ xưa, rất coi trọng thời điểm dương khí bắt đầu sinh, cho rằng dương khí rất quan trọng với cơ thể, có đủ dương khí cần thiết mới có thể đẩy lùi được bệnh tật. Thế nên, khi trời càng lạnh bạn càng cần tìm cách để giữ ấm cơ thể, để ngăn ngừa bệnh tật. Tử vi tháng 12 âm năm 2023. Tử vi tuổi Quý Mão tháng 12 năm 2023 âm lịch, chớ mong ngồi mát ăn bát vàng. Tử vi tuổi Quý Mão năm 2023, nhìn chung vận trình tháng cuối cùng của năm này, bình ổn, công việc tiến triển tốt, đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, quá bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ, khó tránh những lúc nhầm lẫn, thiếu sót, bản mệnh làm việc thật tỉ mỉ và thận trọng mới không mắc sai lầm. Đối với những thế lực không ưa mình tại nơi làm việc, tuổi Quý Mão cứ lờ đi, coi như không thấy, nên tập trung vào việc của mình thì hơn. Chuyện bao đồng hãy gạt sang một bên, có như vậy, tâm lý mới không bị ảnh hưởng, hiệu quả công việc mới đảm bảo. Theo tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp thấy rằng, trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão, thứ tài của tuổi Quý Mão có sự khởi sắc bất ngờ. Nói một cách đơn giản hơn, tuổi Quý Mão khá may mắn về tiền bạc, việc kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi, một vốn bốn lời, xứng đáng với công sức bỏ ra. Thưa quý vị, Đức Phật dạy rằng, trên đời này không có gì là hoàn hảo, cũng không có con người hoàn hảo, ai cũng có sai lầm, đừng cố chấp về mọi thứ, hãy cố gắng bao dung cho khiếm khuyết của nhau. Mỗi người trong chúng ta, ắt hẳn ai cũng từng phạm sai lầm, cuộc sống không hoàn hảo,
và cũng sẽ có luôn những vẻ đẹp, những thiếu sót. Đời người chúng ta chỉ sống có một lần, cả đời người còn lại rất đắt. Xin đừng lãng phí thời gian và công sức vì những điều tồi tệ và đừng vướng bận trong cuộc sống không cầu toàn, không cần hoàn mỹ, không cần hưởng thụ mọi thú vui, không cần làm việc có trường mực. Đây chính là một loại khoan dung cho người khác và đó cũng là sự chậm trễ cho chính bạn. Trên con đường phía trước của cuộc đời, chúng ta phải hiểu rằng không phải câu chuyện nào cũng có kết thúc có hậu và không phải ai cũng có thể tốt đẹp như hồi ta mới gặp. Luôn có một số người và một số việc mà bạn phải đối mặt, bạn phải làm quen với những cuộc chia tay đột ngột, không lời từ biệt, đừng tức giận vì lỗi lầm của đối phương. Suy cho cùng thì cũng có khi đối phương đã quên, còn bạn vẫn đau khổ, dằn vặt bản thân, tại sao lại chọn làm khổ mình thế? Có ai là hoàn hảo đâu, nếu cảm thấy không chấp nhận được khiếm khuyết của nhau, không thể hòa hợp thì giải thoát cho nhau, có sao đâu. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thật ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên địa quỷ thần, những người tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giá hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng. Vâng, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, từ nay đến Tết âm lịch 2024. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý cô bác có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng được kế hoạch cho mình trong thời gian tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.